Điện thoại iPhone của chú này liên tục báo đầy bộ nhớ, mặc dù dung lượng máy lên tới 64 GB mà chú cũng chẳng lưu ảnh hay video gì nhiều, chỉ dùng mấy cái ứng dụng cơ bản thông dụng thôi. Thậm chí là mình đã xóa hết những cái video và hình ảnh trong máy mà tình trạng báo đầy vẫn không cải thiện. Quá khó hiểu cho nên hôm nay mình sẽ quyết định truy tìm hung thủ và chia sẻ với các bạn cách để dọn dẹp bộ nhớ điện thoại iPhone một cách hiệu quả nhất. Ok, bắt đầu thôi. Nó báo là dữ liệu trên máy của chú nè, dung lượng điện thoại sắp đầy nè. Ừ. Đó, mình bấm vô đây thì nó ở trong cái phần ảnh video file lớn hơn 5 MB á, là nó lọc ra những cái video nào, hình ảnh nào mà có dung lượng lớn nhất á, thì nó lọc ra đây. Là nó chiếm tới 149,91 GB, gần 150 GB á. Bán cho chủ cái Đó thì mình xem cái này, mình xóa, bán luôn đợi nó thống kê xong hết mà mới 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 xóa được. Của chú là dung lượng của chú, máy của chú là 64 GB hả? 64. 64 mà trong Zalo nó tới 173 GB. Xóa bộ nhớ đệm trước. Zalo này chú xài lâu lắm rồi ha? Lâu rồi. Tại vì những cái video đó, hình ảnh đó, nó gửi qua đó, mình chỉ xem một lần nữa thôi, rồi ngày này qua tháng nọ nó cứ gửi 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 miết vậy đó, Chơi cũng là cứ vẫn còn nằm trên đó, mình không xóa là vẫn còn nằm trên đó. là cho nên là muốn ấy là phải tay À, muốn lưu trữ tiếp thì mình xóa bớt đi, là mình lưu về trên máy. thì sang cloud á. À, cái nào quan trọng á thì mình lưu về, mình đẩy lên Tôi cloud. có cái này xóa. Còn Zalo này là nó không có, nó là nó lưu trên máy mình luôn, chứ không không phải là nó lưu trên 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 hệ thống của nó. Không nhiều phải không? Dạ đúng rồi. Giờ xóa tất cả luôn được không? Có video nào quan trọng không? Nếu như mà người ta chuyển đến thì xóa xóa được. Cái máy này bộ nhớ cũng 64 GB luôn, khá nhiều đó. Mà lưu chỉ có Zalo thôi chứ không có nào. Zalo là chiếm nhiều nhất. Năm 2009 Là xài Zalo từ đó tới giờ luôn. Mấy năm luôn. Là phải xóa bớt rồi chứ nhiều quá. Là trong nhóm người ta gửi mình đã xem một lần em rồi, ít khi nào xem lại. nữa Tại vì những cái nào mà quý là mình đã tải xuống, mình đã lưu rồi. phim sách cái thì cho mình kiểu như này. Mà chỉ xin nó xóa hình ảnh trong hình ảnh cái video trong cái tin nhắn mình nhắn thôi. Còn cái tin nhắn văn bản mình vẫn còn, mình gõ tin nhắn vẫn còn, còn chữ thì vẫn còn. Cũng được. Giữ lại chữ thôi. Những hình ảnh nào mà nhỏ, kích thước nhỏ thì nó vẫn giữ lại. Còn nó lớn hơn 5 MB, loại loại nặng á, là nó mới xóa. Thì sao phát như chúng ta. Đó. Ồ, khá nhiều à. Kéo nãy giờ mà 5.000 mấy video rồi. Cái này là các cháu chủ mới hiểu biết chứ. Mấy người mới mua điện thoại về xài thì thoải mái, gửi lưu trữ thoải mái, mà xài thời gian tự nhiên nó đầy lên không biết nguyên nhân. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã xóa hết hơn 10.000 video có dung lượng lớn trong Zalo. Nếu bạn muốn làm trống thêm bộ nhớ máy thì có thể vào dữ liệu trò chuyện trong Zalo với từng người bạn để chọn ra những hình ảnh và video không quan trọng để xóa thêm mà không ảnh hưởng gì đến tin nhắn văn bản. Vậy là mình đã tìm ra nguyên nhân chí mạng khiến cho điện thoại bị đầy bộ nhớ nhanh chóng, đó chính là Zalo. Bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn của mình như lúc nãy là sẽ làm trống bộ nhớ lên rất là nhiều và rất đơn giản và hiệu quả. Nếu như bạn thấy video này hay thì hãy nhấn cho mình nút like và nút đăng ký kênh để đón xem nhiều video hay nữa nha. Và thoái cũng chủ yếu là video. Rồi, con làm trống cho chú gần trống được 60%. Nó tụt số 26. Mới xài có 26 GB thôi. Tôi cũng Mà được. trống khá nhiều rồi đó.